Cái này hồi trước làm ruộng mà nó tệ quá, một năm ba vụ mà chưa được 10 triệu bạc tầm hú á, có mua được có 2 triệu, 2 triệu 2 à. Cái mấy thầy mấy người nào trong cáo đó bạc chuẩn bị nghỉ hưu ra ngoài bắt đầu đất đổ hết 60 70 triệu. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình có mặt tại một vườn cao con để review với các bạn xem những mô hình trồng cao như ở đây như thế nào nha các bạn. Và đây là vườn cao 2 tháng trước mình cũng đã có quay rồi các bạn. Bà con ở đây phấn khởi lắm các bạn ơi, cao năm nay có giá nhiều lắm các bạn. Đây để mình quay cho các bạn xem nha. Đây các bạn ơi, 2 tháng trước mình tới đây mình quay rồi nó còn nhỏ xíu à, 2 tháng sau mà nó lớn cỡ này rồi các bạn. Ở đây đất ruộng các bạn, người ta phá ruộng ra người ta để trồng cao các bạn ơi. Đây các bạn, cao xinh không các bạn? Đây các bạn, 2 tháng thôi mà mình tới đây mình quay lại mà thấy nó khác quá luôn các bạn, không giống như đợt trước mình quay nữa, nó lớn nhanh đó. Bác là chủ vườn cao này hả bác? Dạ cháu cũng ở Giô-xu đây bác ơi. Dạ 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 ở Phú Bình. Dạ tớ ở Phú Bình. Dạ vườn cao đó bao nhiêu cây chứ bác? Hơn 500 á. Tính luôn cái vườn trước trên này hả? Cái vườn này, cái vườn kia của người ta. Dạ vườn này không, vườn cao con của mình đây. Vườn hơn năm trong năm ngoái á, giờ dấp năm á. Dạ giờ dấp năm. À vậy là bao nhiêu mấy vuông đất vậy bác? Khoảng gần 1800. Dạ giống một 168. Mình trong 18 này. Dạ 18, 18 hả? Vuông 18 á. Dạ đúng vuông 18 luôn hả? Dạ. 2 mét thì cũng được, chứ 2 mét thì mình thấy là hơi thưa. Hơi thưa hả? Dạ. 18 là vừa rồi, bởi vì cái tan cáo nó đâu có bao nhiêu đâu. Dạ. Đó, bên này cũng 18 á. Dạ, bên đó cũng 18 luôn hả? Ừ. Dạ, dạ. Dạ, cái cao đó được 1 năm rồi hả bác? Đó, được 1 năm. Dạ. Số bên kia là 3 năm á. Dạ, bên này 3 năm rồi các bạn. 3 năm mà có trái rồi các bạn ơi. 3 năm mà có sơ sơ chứ đó, vừa là dạ. Sang năm mới nhiều. Sang năm mới nhiều. Năm nay thì mình mới học ra trái. Dạ. Vậy cao này mình bỏ phân gì vậy bác? Phân thì chủ yếu là phân chuồng đó chủ yếu. Dạ, chủ yếu phân chuồng. Ngoài ra thì có bỏ thêm cái bỏ lăn với NPK. Dạ, lăn NPK. Dạ. Mình mua ra về cây đậu phụng, tủ gốc này. Dạ, mua cây đậu phụng về tủ gốc. Dạ, dạ. Ra nó mua gạt ra mình mua ra về tủ gốc. Dạ, rạ nữa. À, rạ với cây đậu phụng. Gốc bự lắm rồi. Trời, gốc nó to nè các bạn. 2 tháng trước mình đã quay rồi mà tới giờ này 2 tháng sau mà tới cái gốc này gốc nấy bự bự không. Đây mới trồng 3 năm nữa các bạn. Cái gốc này cậu gì vành. Vành 70-80 các bạn. Mới 3 năm à, 3 năm mấy các bạn ơi. Vườn cao ra đẹp quá các bạn. Không biết có chủ ở đây không. Hồi nãy bên kia là cái cao con bên kia là chủ riêng nha các bạn. Ở đây là chủ vườn người ta trồng là hàng cách hàng nó tới 2,5 mét lận các bạn. À, trồng 2,5 mét cái hàng cách hàng 2,5 mét, cây cách cây 1,8 mét các bạn. Mà các bạn biết sao trồng như vậy không? Người ta trồng như vậy mà 2,5 mét cách hàng 2,5 mét á, để vài năm sau người ta trang cao cao cô con vô một hàng này đó các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Khi mà cao mà được 3 năm đến 4 năm tuổi rồi đó, nó đã ra trái rồi đó, các bạn sang trồng sang cao con vô hàng cách hàng 2,5 mét đó, các bạn trồng giữa hàng đó, còn cây cách cây là 1,8 mét nha các bạn. Thấy ở đây người ta trồng không, hàng cách hàng 2,5 mét, cây cách cây là 1,8 mét để trang cao con vô các bạn. Đây hàng từ cây này cho đến hàng này là 2,5 mét nha các bạn. 2,5 mét đến 2,7 mét cũng được. Các bạn trồng 2,5 mét đến 2,7 mét cũng được. Rồi 3 năm sau cao đã lớn có trái rồi các bạn. Rồi các bạn trồng thêm vô, giảm vô một hàng giữa của khoảng cách 2,5 mét đến 2,7 mét các bạn. Trồng thêm một hàng nữa cao con lên nữa là ok các bạn. Đó là đạt hiệu quả rất là cao luôn các bạn ơi. Các bạn biết tại sao trồng như vậy không? Để mình nói luôn cái thực người ta trồng như vậy như thế nào.
khi mà cao nó lớn các bạn, hàng cái thằng 2m7 á là cao nó lớn rồi, là cái nhánh, mấy cái nhánh tàu con này nè, mấy cái tàu này nó không có đụng những cái buồng cao bên phía bên này đó. Như các bạn xem này, đây này, cái sử như cây này đi, cái tán lá nó không có đụng vô cái buồng cao bên này là nó không có rồi bây giờ mà rụng trái hết các bạn. Nên cây trồng thưa như vậy, người ta trồng thưa như vậy, tính như vậy, rồi mấy năm sau rồi người ta trồng thêm cao con lên, cao cái con này lên được bao lớn rồi, rồi cao này rồi nó lên cao hơn nữa, là những cái tầng lá nó không có đụng vô cái buồng cao là không bao giờ rụng trái các bạn, người ta đã tính vậy đó. Đó các bạn xem bạn để tham khảo nha. Đây các bạn, nguyên vườn cao, hàng cái thằng đây là 2m7 này, 2m5 đến 2m7, rồi người ta trồng trang cao con vô ở giữa một hàng nữa. Đây các bạn, người ta cũng bị người ta không làm ruộng nữa, người ta trồng cao nữa các bạn. Đây các bạn xem đây, ở đây cũng được một sào các bạn, một sào vườn cao nó đẹp quá các bạn ơi, cây đều không có lớn không nhỏ, đều hết, đều trăng hết, mới 3 năm mấy tuổi các bạn, cao này có chừng 1 năm 2 năm nữa là trái bán khủng khiếp luôn các bạn ha. Đây người ta trồng cao quá trời luôn này, trang vô giữa hai hàng á các bạn. Rồi mình quay nãy giờ rồi, bây giờ mình tới những chủ cây vườn cao các bạn để họ nói gì và nghĩ gì nha. Một năm ba vụ mới chứa được 10 triệu bạc tầm hú á. Dạ. Có mua được có 2 triệu 22 à. Dạ. Cái mấy thầy mấy người đó trong cao đó bạc chuẩn bị nghỉ hưu năm ngoại bắt đầu đất đổ hết 60-70 triệu. Dạ, đổ đất lên nè. Ừ, bởi vì lúc đầu nó thấp quá, mình múc đất cho lấy đất bởi trên nó thấp quá là mình dạ. Ngã lên ngã xuống mà không đạt năng suất. Dạ. Mình chọn được cái giọng lúc đầu đó mình dạ. Mình hưởng là cái giọng cái tổ thân mà đem lên mình không được á. Dạ. Thấy nó đẹp á. Ai đi qua đi lại. Vừa rồi con quay mà cây nó còn nhỏ à. Ừ. Mới tới đây à. Ừ. Mà hai tháng sau ra thấy bự dày rồi. Ừ. Nhanh thiệt á. Nhanh máu dạ, à, nhanh không máu nhanh. Dạ nhanh thiệt. Ừ. Cái đám ruộng trong này cũng đang trồng cao con đó các bạn, người ta rào hết sợ bị mắc các bạn ơi, cái đám này cũng được 3 sào các bạn. Rồi bây giờ mình lên phía trên kia có mấy chú chủ vườn cao các bạn để nghe mấy chú nói những gì và họ khuyên những gì như các bạn. cái sủng đậu để là chỉ qua cái đồ bẹt từng cái rồi gạch thay chỉ cái đầu tôi để này chỗ đó tôi để cái đường đi tao là cái chỗ này bây giờ từ đây ra kia trồng là tôi không có chỗ cái mương đó đồ mà tôi muốn trồng thành cái là thay bây giờ cho em cũng đắp ruộng như vậy thấy đây trồng là tôi trồng theo nó luôn á sắp mương được không trồng bao nhiêu thì lợi nhuận mình làm thôi chứ dân mà lợi nhuận làm dân giàu nước mạnh thì lúa này biết là cuối cùng nó cùng đất luôn được thu nhập gì đâu còn nói chúng là chuyển qua bò cái anh nào cũng có bò hết nó chuyển bò con cao rồi còn chuyển qua ớt là từ trên dưới ớt hết con chuyển qua cao là từ trên dưới anh nào cao hết bây giờ con kêu
con xin vợ con đi con trồng một cây nữa đâu rồi con nghỉ. Nó kia hàng đầu cây nè. Cái này mà anh Chiến bán được cho thầy già mà già mới làm cái nhà mát ở đây sướng nhất rồi. Nó bây giờ đằng này đằng tú trồng nó mà anh lúc đó là bữa hôm ngồi ăn xuống mẹ tôi đó đâu. Thầy trước thầy cơ nào cũng nắm bắt được chứ. Cái đây là nuôi gà, còn cái kia là nó nuôi gà. Nó là nuôi nó chừng cho gì hưu là ok. Đúng mà. Gì hưu là làm nó nằm ngửa. Con tính hậu, con kêu là một khi cao á, là cái tính anh em rồi, thôi đừng tính gì. Con trâu dựng đó, con kêu em ơi con nghe trâu này định bán. Kêu bao nhiêu anh? Ô, nghe trâu mình bán có 5 triệu chứ mấy mà. Mà kêu bán được 12 triệu có giấy màu thùng đi ngon lành lắm. Nó không cái dạ gì mình nói cho nhiều. Chỉ còn cái đất là đi chứ hả? Đúng đồng thổ là 68. Quân Chiến đây bây giờ là nó bị trồng mà. Nó mà ông không nắm bắt cho kịp thời là chết chậm một bước thì sao ông thua người ta rồi. Thì đó là chợ chú bóng, con có cái đón ngã gác cái sầu tư đó bây giờ đổ lên để làm màu. Chỗ nào? Ngoài chỗ đánh đó. Đánh cái chỗ xe đó mà. Chỗ đó thì mặt tiền mà. Chỗ đó là sót đường tôi xe xuống. Chứ bây giờ làm xuống giữ chuột phải ngắn quá rồi con nó thì chỗ đó trồng cao cũng nhất chứ mình không biết coi thử tình hình. Bây giờ mình làm như Trung Quốc ấy, mình trồng lằng, trồng sắt bờ trồng lằng. Đấy. Bây giờ trồng lằng một cái hòn đó có em nói gì đâu. Ừ, trồng á.